Xin chào quý vị và các bạn. Từ ngày 12 tháng 3, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh đã báo di chuyển xuống nước ta, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ chuyển nhiều mây hơn. Cùng với đó, mưa sẽ bắt đầu diễn ra tại các tỉnh vùng núi, sau đó lan ra các khu vực khác, nên nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm dần, cao nhất ngày hôm nay là 24 độ, sau đó trời trở rét sâu trong ngày 13, với mức nhiệt độ cao nhất chỉ là 21 độ. Trước khi tăng trở lại trong ngày 14, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 12 tháng 3, các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét, sau đó từ đêm 12 tháng 3, toàn bộ khu vực cũng chuyển rét, nhiệt độ cao nhất là 24 độ. Sau đó, mức độ rét sẽ tăng cường trong ngày 13 khi giảm thêm 3 độ nữa trước khi tăng trở lại trong ngày 14. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ hôm nay có mưa dông, trong đó phần phía Nam cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khoảng từ đêm nay, phần phía Bắc trời rét, sau đó đến phần phía Nam nhiệt độ cao nhất là 24 độ. Nhiệt độ cao nhất cũng sẽ tăng lên mức 25 độ trong ngày 14 khi mưa dứt. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong hôm nay và ngày mai, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Nam Trung Bộ có ít mưa hơn, nhiệt độ chỉ giảm nhẹ do tác động của không khí lạnh cao nhất trên dưới 30 độ trong 3 ngày tiếp theo. Tại Tây Nguyên, thời tiết phổ biến là không mưa. Do địa hình cao nguyên nên về đêm và sáng trời rét nhẹ, ban ngày trời nắng với cường độ vừa phải và nhiệt độ cao nhất trên khu vực ổn định trong khoảng 27 đến 30 độ. Trong 3 ngày tới, Nam Bộ duy trì trạng thái thời tiết khô ráo và có nắng sáng sớm và ban ngày, với thời gian nắng kéo dài từ 7 giờ sáng đến chiều muộn. Dự báo nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở mức 31 đến 34 độ, riêng miền Đông nhiều nơi xấp xỉ ở ngưỡng 35 độ, trời khá nắng và nóng vào thời điểm trưa chiều.